Ngày 17 tháng 10, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa cầm được một đối tượng nữ trốn thi hành án để xử lý theo quy định. Theo đó, vào hồi 10 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2019, lực lượng của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và cung cấp tư pháp Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, cầm giữ Nguyễn Thị Thảo Uyên 1998, trú tại tổ 7 phường Trà Bá, thành phố Pleiku. Uyên bị cầm tại một quán cà phê ở đường Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku. Trước đó, vào giữa tháng 11 năm 2018, Uyên mua 2,4631 gam chất ma túy loại methamphetamine, cất giấu trong phòng trọ nhằm bán lại để thu lợi thì bị công an thị trấn Pleiku phát hiện, cầm quả tang. Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Pleiku mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Uyên 42 tháng tù về tội mua bán phi pháp chất ma túy. Thời điểm này, Uyên có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được giải quyết cho tại ngoại. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn tại ngoại, Uyên không đến chấp hành án mà bỏ trốn. Sau đó, cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã truy nã về hành vi trốn thi hành án đối với Uyên.